Thân chào quý vị và các bạn. Thì trước có đi về chai có lụm được cái bóng đèn rồi quý vị. Hôm nay mình sẽ phục chế nó lại ha. Làm tách phục chế coi có được cái bóng đèn này không để mình xài không ha quý vị. Bây giờ thì nó dơ. Bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh nó. Rồi mình sẽ đó là coi sửa chữa nó coi có được không ha. Cho quý vị xem. Thì sau khi vệ sinh sơ sơ thì nó cũng hơi đẹp trai một chút rồi nè. Nếu như mình sửa được thì mình sẽ vệ sinh tiếp cho nó ha quý vị. Đấy. Sửa mà ok thì mình sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ luôn. Như một bóng đèn mới luôn. Đó. Mặc cho nó một bộ đồ áo mới. Còn nếu như không thì mình dùng nó luôn. Ha. À, bây giờ mình sẽ kiểm tra đó. Các bước kiểm tra đó. Mình ghim điện vô. Rồi. Coi coi nó còn sáng được không? Sáng luôn cái mới vui. Ê. Rồi không sáng rồi gì rồi. Nó chớp chớp rồi. Đó, nó chớp chớp rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiểm tra từ bóng led của nó. Tiến hành kiểm tra từ bóng led của nó. Với cái bộ đồ nghề thần thánh của mình. Lại tiếp tục trên từng con led. Cái sẵn cái viết ra, con led nào bị hỏng thì mình đánh dấu vô liền. Chắc chắn nó có con led hỏng mới không sáng. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ đây. Sáng. Ngon. Dướng nữa. Rồi, được. Đây. Ô, anh này im ru à. Đây. Rồi anh này im ru rồi nè, mình sẽ quẹt vô cái đấy, cái đi. Đấy. Với anh này nè, anh này cũng thấy nó cũng cái tim nó cũng hơi đen đen rồi nè. Đấy. Sáng. Đảo que lại. Rồi như vậy là bóng này nè. Bây giờ mình sẽ ghim điện vô. Mình sẽ lấy cái cây này nè, mình đã có cách điện rồi nè, mình sẽ chạch vô hai cái đầu này thử nó sáng không ha. Sáng thì lỗi tại đó. Đây, đó. Đây nó sáng à. Như vậy là xác định nó rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là đi thay led nó. Ha. Kiểm tra lại thêm lần nữa ha. Nếu như nó còn cháy bóng nào ta tiếp tục thay. Trong quá trình mà chúng ta mà khò đó thì chắc chắn có bóng nó chịu không nổi nó sẽ là lên đường thôi. Bóng nào lên đường thì mình bỏ nó qua. Mình đó là rồi giờ ta sẽ kiểm tra nè. Rồi sáng. Còn mà kiểm tra mà lên hết là ta bắt vô là sáng trưng liền. Này mới thay nè, hai con này mới thay nè, đấy. Không lạnh. Không gắn được mà ông cũng gắn nữa. Đấy, cái thằng chớp là ok à. Ui, lại tiếp tục là. Rồi. Ấy. Thôi, nguy hiểm à. Ơi, chạy. Công hàng lô bu chứ không có gì. Rồi,
hoàn thành. Rồi, bây giờ mình sẽ xem cái thành quả coi. Thành quả đạt được coi có như mình mong muốn không. Đấy, nó là gì nè. Nhưng mà trước khi đây thì mình phải đấy, sao rồi. Mình hãy nghĩ coi nó có chịu nổi không. Đó, nó có chịu nổi không. Rồi, nó chịu nổi rồi. Cho nó vô một miếng đó là keo tản nhiệt vô cho nó là giải nhiệt tốt chút. Tản nhiệt cho dễ chút. Rồi, để nắp lại. Giờ chúng ta sẽ cho em nó một cái đấy. Như vậy là mình đã vừa sửa xong một cái bóng đèn ve chai, có thể nói là rất là nhanh luôn. Đó. Chỉ trong vòng có là khoảng 10 phút thôi mà đã sửa xong cái bóng đèn ve chai. Cái bóng này trên thị trường mình mua cũng với giá cũng là mấy chục ngàn đó, tại vì là cũng 40-50 ngàn á. Nhưng mà khi đi ve chai nó khoảng chừng 1.000-2.000 à. Đó. Về thì mình thực hiện lại, rõ ràng là nó cháy như vậy là bền rồi đó, nó không có đứt nữa đó. Còn mấy bóng đèn mà đưa vô cháy mà chút xíu là nó sẽ đứt à. Đấy. Ok, thân chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.